Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2024, chương trình gồm có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại chủ trì hội nghị và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ trong Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo đó, Đại tá Phạm Anh Chương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, vào tháng 9 năm 2023, Đại tá Phạm Anh Chương được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại mong rằng Đại tá Phạm Anh Chương sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng những chủ trương giải pháp trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chủ động nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới biển của tỉnh và xử lý kịp thời các vụ việc đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng pháp luật, không để bị động bất ngờ. Đồng thời huy động sức mạnh của nhân dân trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, sạt lở, sụp lúng, phòng cháy chữa cháy rừng và công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường U Minh Khánh Hội là những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quỳnh Thị Thanh Loan tại hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị quý 1 năm 2024, triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2024 được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện U Minh tổ chức sáng nay. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quỳnh Thị Thanh Loan lưu ý Đảng bộ huyện U Minh tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản công tác an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai, sạt lở, sụp lúng, phòng cháy chữa cháy rừng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát, chuẩn bị các điều kiện đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Huyện Ngọc Hiển cần quan tâm đến công tác đảng và sử dụng hiệu quả các nguồn tiếp nhận từ các nhà tài trợ để xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2025, là nội dung chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý tại hội nghị sơ kết quý 1, đề ra chương trình công tác quý 2 năm 2024, được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển tổ chức vào sáng nay. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý lưu ý huyện Ngọc Hiển cần quan tâm đến các lĩnh vực sản xuất, tìm các giải pháp hỗ trợ ngư dân, hạn chế thấp nhất tình trạng tôm cua chết, phát triển hợp tác xã tôm rừng, tiến tới chứng nhận quốc tế cho các hợp tác xã, tăng cường công tác vận động người dân tự nguyện cam kết tháo dỡ hàng đáy trên sông, không sử dụng dòng điện, xung điện, chất độc để khai thác tận diệt, hủy diệt thủy hải sản, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng. Quý 1, sản xuất ngư nông lâm nghiệp của huyện Ngọc Hiển phát triển khá, tổng sản lượng thủy sản hơn 18.000 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ. Lượng tôm giống xuất trại gần 3 tỷ con, hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế tập thể duy trì phát triển. Về xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay, tổng tiêu chí các xã đạt 77 trên 95 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,4 tiêu chí. Tổng nguồn lực huy động để thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới từ các mạnh thường quân trên 234 tỷ đồng. Trước đó vào hôm qua, Huyện ủy Đầm Dơi cũng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt dự hội nghị. Tính đến ngày 31 tháng 3, huyện Đầm Dơi thu ngân sách hơn 28 tỷ đồng, đạt hơn 28% dự toán chỉ tiêu tỉnh giao. Nuôi trồng và khai thác thủy sản hơn 30.500 tấn, đạt hơn 26% kế hoạch. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh có bước phát triển, toàn huyện có 221 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 2.700 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Toàn huyện có 9 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quý 2 năm 2024, Huyện ủy Đầm Dơi tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ hướng dẫn người dân sản xuất theo lịch thời vụ phù hợp với diễn biến thời tiết, kiểm soát chặt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản, triển khai thi công các công trình dự án theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ chất lượng, tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư và quyết toán các công trình hoàn thành.
tiếp tục duy trì nâng chất tiêu chí các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục hoạt động thăm chúc Tết cổ truyền Cheongjanam Thermay năm 2024, chiều hôm qua, đoàn cán bộ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lê Thanh Triều làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lê Thanh Triều gửi lời chúc Tết Cheongjanam Thermay năm 2024 tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia và có lời mời lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sang thăm Cà Mau trong một dịp gần nhất. Đại tướng Yin Sarun, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cảm ơn lời chúc mừng Tết cổ truyền Cheongjanam Thermay của lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Đồng thời thông tin với đoàn kết quả thực hiện nhiệm vụ, vai trò của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đại tướng Yin Sarun đánh giá cao mối quan hệ và tình cảm gắn bó keo sơn quý báu giữa Cà Mau và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thời gian qua. Hy vọng tình cảm ấy sẽ ngày thêm bền chặt, gắn bó hơn trong thời gian tới. Sáng nay tại chùa Muni Phong Sa, phường 1, thành phố Cà Mau, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp cùng câu lạc bộ doanh nhân Hội đồng hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Cần Thơ tổ chức tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Cheongjanam Thermay năm 2024. Đại diện đoàn đã gửi lời chúc mừng năm mới đến với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và mong rằng bà con, đồng bào Phật tử Khmer chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày một giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, câu lạc bộ doanh nhân Hội đồng hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Cần Thơ đã trao 200 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn khóm 2 và khóm 3, phường 1, thành phố Cà Mau. Thưa quý vị, tại Cà Mau, đồng bào Khmer có hơn 7.800 hộ, khoảng hơn 33.000 khẩu. Phường 1, thành phố Cà Mau là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, khoảng 500 hộ. Những năm qua, được sự quan tâm của đảng và nhà nước, đời sống bà con đồng bào dân tộc đã dần thay đổi, phát triển. Đón Tết cổ truyền Cheongjanam Thermay năm nay, đồng bào dân tộc Khmer bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị các lễ vật dâng lên bàn thờ gia tiên. Cũng như nhiều hộ đồng bào Khmer khác, gia đình ông Thạch Châu, khóm 3, phường 1 trước đây có hoàn cảnh khó khăn nhờ sự động viên của chính quyền địa phương, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ của phụ nữ phường. Đến nay, gia đình ông Thạch Châu đã có công việc buôn bán ổn định. Từ việc bán ăn sáng và nước mía, mỗi ngày gia đình ông thu nhập khoảng 300.000 đồng. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền Cheongjanam Thermay, gia đình ông càng vui và tự hào hơn khi đường xá nơi sinh hoạt tín ngưỡng ngày càng khang trang. Cuộc sống bà con thấy ở đây thấy cũng ổn, cũng gần như là cái năm nay thấy nó hơi phát triển hơn. Thì mình trong đó mình cũng có mình người dân tộc Khmer đó nữa. Cái đó là mình mừng cho bản thân của mình. Chùa chiền á, mà năm nay, hai năm nay mà chỉ cái năm nay thấy xây dựng được cái xà la đó là thấy mình thấy là cảm hứng là cái chùa chiền của mình làm như cái đà phước triển đi lên. Truyền thống của người dân tộc là những chùa chiền mà được tốt như vậy là có người dân tộc sống gần chùa rất là vinh hạnh. Phường 1 thành phố Cà Mau vừa qua được công nhận là phường đô thị văn minh 5 năm 2018-2023. Đây không chỉ là nỗ lực của các cấp chính quyền mà của cả người dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. Sinh hoạt ở chi bộ khóm 2 phường 1 hơn 20 năm tuổi đảng, bản thân ông Sơn Minh Thắng luôn đi đầu trong mọi công tác ở khóm. Ông luôn phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, nhờ vậy mà khóm 2 đã xóa trắng hộ nghèo. Thời gian qua thì bà con ở đây coi như là đã thoát nghèo, chỉ còn một số ít khó khăn thì ở khóm và phường cũng là năm nào cũng là hỗ trợ như gạo rồi quà rồi Tết này nọ đó. Là một người công dân của ở phường 1 thì tôi sẵn sàng là chấp hành theo cái chủ trương pháp luật của đảng và nhà nước, là coi như là sẵn sàng làm mọi việc ở trên chỉ thị xuống. Khóm là thường xuyên tuyên truyền vận động cho bà con, tạo nên cái ý thức cho bà con. Do đó trong cái dịp Tết này thì người dân cũng rất là hồ hởi, đang chuẩn bị các mặt để đón một cái Tết cho Cheongjanam Thermay hết sức là ý nghĩa và tiết kiệm. Được sự quan tâm của các ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp, các lễ hội truyền thống đồng bào dân tộc như Tết cổ truyền Cheongjanam Thermay, Sen Donta,
Off the Box được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật. Các vị chư tăng tích cực vận động tín đồ tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, thực hiện kế hoạch hóa gia đình và phòng chống tệ nạn xã hội. Thì đối riêng đối đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, mà riêng là cái đồng bào dân tộc Khmer thì cũng tham gia tích cực vào các cái phong trào của địa phương, thực hiện tốt cái chủ trương đường lối của đảng, của địa phương đề ra, để nhằm là góp phần để xây dựng cho cái đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc và đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố ngày càng tốt hơn. Tết Chôn Cha Năm Thơ Mây, hay còn gọi là Tết Diệu Tuổi, là thời gian để tưởng nhớ đến ông bà quá cố, gửi gắm niềm tin, hy vọng và hướng thiện cho mọi người. Tết Chôn Cha Năm Thơ Mây của đồng bào Khmer năm nay diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 năm 2024 với nhiều hoạt động, các lễ hội phù hợp với bản sắc của đồng bào dân tộc. Mô hình áp xóa trắng hộ nghèo đã và đang được huyện Ngọc Hiển triển khai nhân rộng, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các địa phương. Tính đến nay, toàn huyện có 4 ấp gồm ấp Đường Kéo, xã Tam Giang Tây, ấp Kinh Ráng, ấp Xưởng Tiện, xã Dương An Đông và ấp Kinh Năm, xã Dương An không còn hộ nghèo. Tại những ấp này, chính quyền địa phương và chủ thể hộ nghèo đã kỳ quyết triển khai và thực hiện các giải pháp giảm nghèo hiệu quả. Bên cạnh tuyên truyền, khơi gợi, nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân, chính quyền địa phương còn triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ nhà ở, nguồn vốn, cây con giống, hướng dẫn cụ thể cách thức làm ăn để bà con vươn lên. Dưới sự trợ lực của địa phương, nhiều mô hình hiệu quả như nuôi cua có sử dụng chế phẩm sinh học, nuôi sò huyết sang canh, nghề làm tôm khô, bánh phồng tôm, trồng khóm, dừa, nuôi chồn hương được nhân rộng, đem lại nguồn thu nhập ổn định, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế bền vững. Hiện huyện Ngọc Hiển có 18 ấp với số hộ nghèo từ 1 đến 5 hộ. Phấn đấu trong năm nay, những ấp này tiến tới xóa trắng hộ nghèo. Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, các ngành chuyên môn tỉnh Cà Mau kết hợp với chính quyền địa phương khẩn trương kéo đường ống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ấp Minh Hà B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Đường ống có chiều dài khoảng 2.200m đi qua 60 hộ dân. Bà con được lắp đặt đồng hồ nước miễn phí. Đây là những hộ nằm trong khu vực thiếu nước sạch sinh hoạt trong nhiều năm qua. Mặc dù bà con đã tự khoan giếng nước ngầm, nhưng nguồn nước bơm lên bị nhiễm phèn mặn, chất lượng không đảm bảo. Được nhà nước đầu tư lắp đặt đường ống cung cấp nước đúng vào thời điểm nắng hạn gay gắt, thiếu nước sinh hoạt nên bà con rất phấn khởi. Trong cái nắng hạn gay gắt như hiện nay, các tuyến kênh rạch trên địa bàn huyện Trần Văn Thời gần như khô cạn. Với những địa bàn thiếu nước sinh hoạt như xã Khánh Bình Tây Bắc lại khó, càng thêm khó. Điển hình như ấp Mũi Tràm A, ấp 5 Xào Lưới, ấp Kinh Giớn, Mũi Tràm C, bà con sống trong cảnh chờ nước, cầu mưa. Ấp Mũi Tràm A là một trong những ấp có nhiều hộ thiếu nước sinh hoạt nhất xã Khánh Bình Tây Bắc với 50 hộ. Tuyến kinh tam cấp, nguồn nước sinh hoạt của nhiều gia đình trong ấp giờ đã gần khô cạn. Gia đình ông Quỳnh Văn Cương là dân cố cựu nơi đây. Ông Cường năm nay đã ngoài 70 tuổi và đã có 4 lần khoan cây nước để tìm nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nguồn nước giếng khoan với độ sâu hơn 85 thước vẫn bị phèn mặn nên chỉ có thể giặt giũ, rửa chén tạm thời, còn nước uống, nấu ăn, đành chờ vào bồn trữ nước. Nhưng nắng hạn gay gắt như năm nay thì cũng không thể nào đủ cho sinh hoạt. Thì có dự trữ gì mà dự trữ giờ cũng nó cũng cạn kiệt rồi. Thì bây giờ chắc vài tháng nữa thì cũng buộc cũng phải mua nước lọc để về mà sinh hoạt gia đình rồi nấu nướng rồi thôi, chứ ngoài ra thì dị dân ở đây là nó khổ vậy đó. Rồi coi có điều kiện kéo nước sạch cho dân xài, tới giờ là năm nay bị hạn lớn quá là dân hết đường. Mình muốn cho có cái nước sạch vô nhà mình, nặng mình dễ sinh hoạt một chút vậy thôi chứ. Giờ bơm nén thì nó không lên, hư hoài sửa và tốn tiền điện rất là nhiều. Thì mặn không có xài được như là để mình tắm rửa giặt đồ thôi chứ không có nấu nướng gì ăn được hết. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt càng trở nên nghiêm trọng hơn trong khoảng 10 năm trở lại đây. Có những hộ đã 6 lần khoan giếng nước nhưng vẫn không tìm được nguồn nước ngọt sinh hoạt. Gia đình bà Thảo phải bơm nước từ con mương cạnh nhà lên bồn trữ, lóng phèn để sử dụng.
Dù biết không đảm bảo vệ sinh, nhưng có nước để sinh hoạt đã là tốt so với nhiều hộ phải đi đổi từng thùng. Mình sử dụng nước ở dưới ao, ao mương. Mình gắn mua tưa rồi mình bơm lên cái bồn á, rồi mình dự trữ rồi mình xài. Nó cũng không được đảm bảo tại vì nước ao mà mình không có nước ngọt á, thì mình gắn cố gắng mình xài đỡ vậy thôi. Theo thống kê, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời có hơn 155 hộ thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng hạn hán. Xã cũng đã đề xuất giải pháp xử lý khẩn cấp là mở rộng khoảng 9,6 km mạng đường ống và cần hỗ trợ 8 bồn chứa nước. Nghĩa là nếu như tình hình thời mùa khô sẽ kéo dài thì cái dạng thiếu nước của người dân ở đây hiện nay nó rộng hơn, nó nhiều hơn và người dân gặp rất nhiều khó khăn trong cái về sử dụng nước sinh hoạt. Thực trạng nước sinh hoạt không đảm bảo do nhiễm phèn mặn ở một số nơi trên địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc đã kéo dài gần 10 năm nay. Nhưng dưới tác động của hạn hán khắc nghiệt như năm nay sẽ còn gây nhiều khó khăn hơn nữa cho người dân, nhất là những hộ nghèo. Hôm qua, huyện U Minh thành lập đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở đất với chiều dài hơn 25 mét trên tuyến Bắc kênh Tám Đức thuộc ấp 3 xã Khánh Lâm. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Khánh Lâm đã tiến hành cắm biển cảnh báo và huy động lực lượng tham gia làm hàng rào chắn, cấm xe lưu thông ở đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người dân. Qua khảo sát thực tế, Ủy ban Nhân dân huyện U Minh chỉ đạo xã Khánh Lâm kịp thời gia cố khắc phục để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chủ động nâng cao ý thức trong phòng tránh sạt lở, theo dõi diễn biến sạt lở để cảnh báo kịp thời, thực hiện rào chắn, căng dây cảnh báo tại các tuyến đường bị sụp lún sạt lở nhằm bảo vệ các công trình xây dựng và kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý chặt chẽ các phương tiện nạo vét múc kênh rạch, không để các phương tiện hoạt động khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Mới đầu tháng 4, mức tiêu thụ điện trên cả nước đồng loạt tăng từng ngày trong đợt nắng nóng bắt đầu diễn ra trên cả nước từ Nam ra Bắc. Ngày 3 tháng 4, tiêu thụ điện của cả nước vượt mốc 900 triệu kWh, dọt lên 917 triệu kWh và đang tiến tới mức kỷ lục. Dự báo cho thấy cả nước sẽ đạt mốc 1 tỷ kWh trên ngày trong tháng 6 do thời tiết cực đoan. Trong khi đó, năm 2023, tiêu thụ điện cao nhất của cả nước khoảng 940 triệu kWh trên ngày. Như vậy, tăng trưởng tiêu thụ điện của trung bình ngày những ngày đầu tháng 4 đã tăng tới 21% so với trung bình 3 tháng đầu năm. Dự báo từ tháng 4 đến tháng 7, sản lượng dùng điện sẽ có thể tăng cao nhất tới 17%, gây sức ép rất lớn với ngành điện. Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo giới thiệu quy trình gây mê tôm càng xanh và quy trình chế biến sản phẩm từ tôm càng xanh. Hội thảo thuộc nội dung thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phối hợp giữa hai đơn vị nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản chế biến sau thu hoạch nâng cao giá trị tôm càng xanh tại tỉnh Cà Mau do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Minh Thủy làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài đã xây dựng quy trình gây mê cho tôm càng xanh cỡ từ 8 đến 12 con một ký và từ 12 đến 15 con một ký nhằm duy trì tôm ở trạng thái còn sống từ nơi thu hoạch đến nơi tiêu thụ, qua đó giúp giảm lượng tôm bị hao hụt sau 3 ngày vận chuyển trong điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, nguồn tôm càng xanh cỡ nhỏ từ 16 đến 20 con một ký cũng đã được tận dụng để chế biến hai sản phẩm giá trị gia tăng là đồ hộp tôm càng kho gia vị và tôm càng xanh tẩm gia vị sấy khô. Đề tài được thực hiện đã tạo điều kiện để đảm bảo chất lượng tôm sau khi thu hoạch và nâng cao giá trị tôm càng xanh, góp phần phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau vừa ban hành thông báo số 02 về đường dây nóng, hộp thư điện tử, địa chỉ tiếp nhận xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, việc tiếp nhận xử lý tin báo về các hành vi trên qua hệ thống đường dây nóng như sau. Điện thoại 0859 735 389. Email bcg389@gmail.com. Số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau hoạt động 24 trên 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Bên cạnh đó, tổ chức cá nhân có thể báo tin trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau, địa chỉ đường Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau.
Chiều nay, Liên chi hội nhà báo ngành phát thanh, truyền thanh, truyền hình tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng nội dung chương trình trên sóng phát thanh, truyền hình. Đã qua, chương trình trên sóng phát thanh truyền hình, Đài phát thanh truyền hình Cà Mau có nhiều thay đổi, nâng cao chất lượng, đáp ứng thị hiếu khán thính giả nghe xem đài. Bên cạnh những thuận lợi tích cực, thì trong quy trình phối hợp và phương thức sản xuất nội dung các bản tin thời sự chuyên đề giữa các phòng chuyên môn còn tồn tại những khó khăn hạn chế, đặc biệt là sự phối hợp giữa phòng thời sự chuyên đề và phòng biên tập sản xuất chương trình, các chương trình phòng văn nghệ giải trí phụ trách trên sóng phát thanh. Tại buổi sinh hoạt, đại biểu đã thảo luận về những bất cập trong quy trình phối hợp và phương thức sản xuất nội dung các bản tin thời sự chuyên đề trên sóng phát thanh truyền hình giữa các phòng chuyên môn, qua đó trao đổi thống nhất về phương hướng phối hợp trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa các chương trình phát sóng trên sóng phát thanh truyền hình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài phát thanh truyền hình Cà Mau đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.